Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hồ Thị Kim Thi. Mình vừa tốt nghiệp khóa cao đẳng nâng cao ngành quản trị du lịch khách sạn tại trường SHOAM. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Việt Nam, mình đã quyết định sang sinh du học vào năm 2012 và mình đã theo học khóa tiếng Anh 6 tháng tại trường SHOAM và sau đó mình đã chuyển tiếp học khóa cao đẳng nâng cao tại trường. Mình vừa mới tốt nghiệp và hiện giờ mình đang chuẩn bị đi thực tập tại khách sạn Fort Canning tại Singapore. Trong suốt 2 năm học tập tại trường, có nhiều điều khiến mình ghi nhớ, ví dụ như các tiết học thực hành ở trên nhà hàng và dưới bếp. Tuy nhiên, cái điều mà khiến mình tâm đắc nhất đó là cái project tốt nghiệp của sinh viên năm cuối. Các sinh viên năm cuối sẽ có một cái môn học gọi là Event Management. Trong cái môn học này, chúng ta sẽ phải tổ chức một sự kiện cho 100 khách mời. Và trước tiên chúng ta phải chọn ra một chủ đề. Trong trường hợp của mình, hồi trước thì mình chọn cái cosplay. Sau khi chọn chủ đề thì nhóm của mình đã chia ra làm hai bộ phận. Một bộ phận ở bếp và một bộ phận phụ trách ở trên nhà hàng. Nhóm ở nhà hàng thì sẽ phụ trách đi mua đồ trang trí theo chủ đề. Và nhóm ở dưới bếp sẽ lên menu, chuẩn bị đồ ăn và chuẩn bị cho cái buổi food testing. Ngoài ra chúng ta còn phải lên kế hoạch cho cái poster và làm những cái hoạt động marketing để bán vé. Trong cái ngày sự kiện diễn ra, mình còn phải tổ chức những cái buổi văn nghệ giao lưu giữa khách mời và các học sinh. Tổng chi phí cho các sự kiện này là 3.000 đô do trường hoàn toàn hỗ trợ, nhưng mà sẽ không có những cái hỗ trợ từ các thầy cô, cho nên chúng ta phải thực hiện từ A tới Z giống như là một bộ máy tổ chức thực sự. Mình còn phân chia cả giám đốc quản lý nhà hàng và bếp trưởng, bếp phó và cả nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ. Đây là một kỷ niệm mà mình không thể nào quên vì nó rất là thực tế mà chỉ có tại chương trình học của SHOAM. Thực sự cảm thấy SHOAM là một môi trường tốt cho những bạn sinh viên muốn theo học ngành Hospitality tại Singapore. Và cuối cùng mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình chúc các bạn sẽ tìm đi hướng đi mới cho bản thân mình.